chọn thông minh đổi đáp án không? Người cũ kiến thức mới đây. Bạn sẽ chọn ngồi gần ai trong lễ khai giảng này? Bạn thân, bạn bình thường hay ngồi một mình một xó? Bạn thích tiết mục trao cơ hay văn nghệ cực cháy? 30 lựa chọn thông minh này đã giúp mình khởi động não bộ và gây được sự chú ý của cả lớp. Cùng với đó là một tiết mục vinh danh quy mô cực kỳ lớn. Cùng theo dõi xem nó ở đâu trong video này nhé. Nào, mình đã bắt đầu như thế này. Bạn thích tiết mục văn nghệ nào trong hai tiết mục sau đây? Ai chọn học sinh ngoan, chắc là trường ngoan lắm đúng không? Thường thì vào ngày khai giảng, ai đưa bạn tới trường? Tự đi thôi, ba mẹ hay ông bà thế? Bạn nào mà chọn tự đi, nhanh trí đoán các bạn ở gần trường đúng không? Còn nếu ba mẹ và ông bà đưa đi, thì bạn thích ai hơn? 3 giây dành cho người nói thật comment nha! Đói quá! Ghé hàng ăn sáng thôi! Bạn chọn bánh bao xúc xích phô mai hay xôi ruốc đỗ xúc xích full topping nhỉ? Uẩy ngon quá, rớt hết cả nước miếng rồi! Tìm bánh bao lại còn phô mai, toàn người có hai cái má đáng yêu dù trai hay gái. Còn xôi full topping á, úi, khoái khoái chảy nước miếng. Các bạn ấm áp như hộp xôi vậy, ăn xong phải làm miếng nước mới trôi, lại đòi mua sữa đậu nành hay sữa cun nhỉ? Chắc là sữa cun thôi, vì fan nhanh trí có khoảng 90% các bạn thích sữa này. Lên xe đi tiếp thôi nào. Ơ mà quên, nay đi chân đất rồi. Toang, về lựa giày dép mới được. Bạn thích đi giày siêu cun hay là xăng đan thoáng mát nhỉ? Hí, chưa mùa đông nên cứ xăng đan cho nó nâng niu đôi bàn chân. Còn chọn giày thì bạn là người rất cẩn thận đấy. Về tận nhà rồi mà còn tận một tiếng nữa mới tới giờ khai giảng. Bạn sẽ chọn ngồi xem TikTok, ngồi xem Doraemon hay ngồi xem nhanh trí ta? Ái chà chà, khó thế. Hay là mình chia ra, mỗi 20 phút mình xem một cái, từ TikTok cho tới Doraemon, xong là nhanh trí. Ê, cứ phải gọi là hợp lý. Trong khi xem, bạn sẽ chọn nhấm nháp bánh Oreo, Blackpink hay một mẹt ăn vặt nhỉ? Yeah, chọn Oreo Blackpink, bạn sẽ ngọt ngào như màu hồng và mạnh mẽ như màu đen của các chị ấy. Còn mệt ăn vặt thì bữa nào đi học ăn mà chẳng được. Đoàn tàu chở 4 chị đi thẳng vào cổng nhà bạn tới rồi đây. Đố bạn tìm thấy chị Jisoo ở đoàn tàu màu nào đấy? À, lưu ý là sau khi hoán đổi màu xong nha. Làm thế nào để được tụi bạn trên lớp châm chô vì bạn quá tinh mắt? Đơn giản là nhìn ra chị Jisoo trong toa tàu màu tím thôi. He he, đỉnh chưa đỉnh chưa? Nếu không biết câu đố sau, bạn sẽ bị tiếc nuối cả thanh xuân đấy. Doraemon đang cầm thứ gì ở trong tay, ai còn nhớ không nhỉ? Hình cây kẹo mút, hình đèn pin, hay chai nước, hay bông hoa cầm tú cầu nhỉ? Thử thách trí nhớ dữ dằn luôn nha. Cậu ấy đang cầm chiếc đèn pin màu hương này nè. Ơ, cảnh này trong tập nào thế nhỉ? Phần còn thiếu đó là một quả tạ, một đám mây, Seiko hay chai cô nhỉ? Chuẩn không cần sửa, đó là Seiko mỏ nhọn. Đội này đi đâu là ít thiếu nhau lắm. Bây giờ nhanh trí nghĩ ra một ý tưởng. Tự nhiên có tiền mua đồ ăn vặt cơ. Hí, nhưng phải làm thế nào ngay bây giờ để mẹ cho 10 ca ăn vặt nhỉ? Khóc mè nheo, đấm lưng nhổ tóc sâu cho mẹ hay hỏi vay mẹ? Hehe, đấm lưng nhổ tóc sâu là sáng kiến dễ làm, dễ ăn thưởng nhất đấy. Còn hỏi vay cũng được, nhưng lớn phải đi làm trả lại mẹ đấy nhá. Ngoài ra, các bạn còn có cách nào vừa hay vừa hiệu quả không? Comment liền tay đi, nhanh trí mà xin được 10k, nhanh trí sẽ chia cho bạn 5k luôn. Có 10k trong tay rồi, nên mua gì để trổ tài người tiêu dùng thông minh đây ta? Hồ lô ngào đường hay quẩy bò hộp siêu hấp dẫn? Nào, cái tay,
hồ lô ngào đường là lựa chọn thông minh hơn đấy. Nếu không muốn bị mập như thế này thì ăn ít quẩy bò đi nhé. Rất có thể bạn là người giàu có nhất trong làng nếu như có sự lựa chọn đúng ở thử thách sau đây. Bạn muốn bữa ăn của chị Jenny Huỳnh hay bữa ăn của chú cơm tuổi thơ? Sẽ ra sao nếu chính bạn là Jenny Huỳnh? Chắc chắn đây là một trải nghiệm tuyệt calavoi và vô cùng đáng nhớ. Tại sao bạn vẫn chưa có sức mạnh ư? Vì chưa sở hữu thứ sau đây đấy. Bạn sẽ chọn phép thuật của Harry Potter hay sức mạnh của Thanos nhỉ? Theo công lý là lựa chọn sáng suốt nhất, Harry Potter, cậu là lựa chọn của chúng tớ. Bây giờ có sức mạnh của Harry Potter trong tay rồi, bạn nghĩ bạn sẽ tiêu diệt được ai? Titan Cameraman hay G-Man Toilet đây? Dĩ nhiên là tiêu diệt tên G-Man Toilet rồi. Bạn không có lựa chọn giống Nhanh Trí sao? Tại sao vậy? Nói cho Nhanh Trí biết lý do được không? Ê, xem một tí mà đã quá giờ đi khai giảng rồi. Thôi xong, hình như nhìn nhầm lịch, nay mới mùng 4 mà. À, thế là lại rảnh cả ngày, bạn sẽ dành thời gian tới nhà ai chơi? Trần Vivi hay Tunali nhỉ? Úi, lại vấp phải cái sự lựa chọn khó khăn rồi. Hay là chúng mình đi veo qua nhà chị Vivi rồi rủ chị Vi cùng qua nhà anh Tunali nhỉ? Đúng là hảo ý kiến, hảo ý kiến. Bạn sẽ chọn mặc cái áo nào để tới nhà idol chơi? Bộ 1 thì bạn quá là nghiêm túc luôn. Team bộ 2 đúng là phản ứng của Nhanh Trí rồi. Tính tình bạn có phải rất mặn mòi và hay nhây nữa đúng không? Tự nhiên được rủ đi uống trà sữa nữa chứ. Bạn sẽ chọn uống trà sữa thập cẩm hay trà sữa kem trứng cháy? So yummy, bạn ngọt ngào cứ như sữa và thơm như trà vậy. Ăn mà ngại, chỉ hại bao tử mà thôi. Đang uống trà sữa ngon, bạn sẽ chọn bim bim cay mãi đỉnh hay bim bim phô mai mãi keo? Cay nồng, có lẽ mùa đông này bạn là người ấm áp nhất đấy. Bạn sẽ chọn bị dán giấy bị điên vào lưng hay bị gọi lên bảng trả bài? Đừng chấp nhận bị dán giấy chứ. Bạn là người học giỏi toàn diện mà. Lên bảng trả bài, EZ game thôi. Đột nhiên, ngoài cửa shipper đưa cho bạn 3 hộp quà bất ngờ. Uầy, chọn hộp quà nào đây ta? Giây phút hồi hộp đã tới rồi đây. Wow, tự nhiên có một điều ước. Viết ra nhanh thôi các cậu ơi. Bùng, hộp số 2, toàn điểm 10 rơi trúng cả đầu. Ước mơ của đời học sinh đây rồi. Hộp cuối cùng là tên tên tên. Thực sự bạn là một cao thủ ăn uống. Ăn kẹo mút mòn hết cả răng, bạn có phát hiện ra đâu là gói kẹo pha ke không? Bí mật vô cùng bất ngờ mà ai là siêu super soi mới nhìn thấy, sao lại là chữ chua? No no! Giải trí một tí nhé, phiên bản 2-3 con mực nào xứng đáng 1.000 điểm? 2-3 con mực. Hehe, hãy để tới đêm đi ngủ rồi viết ra lựa chọn trong mơ của bạn nhé! Quay về hiện thực đi nào, bạn không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn này đâu. Gói bánh Oreo nào bị lỗi vậy? Nhìn ra gói này ngay bây giờ để trở thành top 1 người chơi hệ mắt 11 trên 10 nhé. Trời, từ nãy đến giờ, bạn đã bỏ vào giỏ hàng của mình được thứ gì rồi? Hãy dừng lại ngay nếu như bạn không muốn mình thật tỏa sáng vào ngày khai giảng. Bạn thích lễ khai giảng diễn ra bao lâu? Chỉ một tiếng thôi hay là cả buổi sáng cũng được? Này này, tôi
là tôi đi hẳn cái xe Dream trong bụng các ông rồi nhé. Muốn cả buổi sáng để không phải vào học đúng không? Ok, trước khi đến tiết mục vinh danh quy mô lớn là một màn trình diễn đầy tự hào người Việt. Đó là tiết mục làm cả thế giới chao đảo thời gian qua. Cao thủ suy luận, bậc thầy IQ, chiến thần nảy số, top đầu giải đố thuộc về ai đoán chúng là Si Tình? Chúng mình cùng chiêm ngưỡng từ Tây sang Ta đu trend này một lần nữa nhé! Xin chan cực kỳ nhây, có thử thách cho bạn đây! Bạn đoán là thứ gì còn thiếu trong bức ảnh thế? Xem phim Xin Chan 10 năm, fan cứng như bê tông, có khi còn nhầm ý. Đây chính xác là một con gấu bông màu hồng nha. Còn cơ hội cho bạn thử thách trí nhớ tiếp đây. Ít sợi, Xin đang phồng má ăn thứ gì? Cú tê thật đấy, cứ như là mình hồi nhỏ vậy. Câu hỏi sau, chắc là đồng cảm với các bạn lắm đây. Cậu bạn rụt rè mít ướt, học cùng nhà trẻ với Xin, cậu ấy tên là gì? Masao Sato, Sato-chan hay Masao-chan nhỉ? Mình cứ như là giống cậu ấy vậy. Masao Sato ơi, đã rụt rè lại còn hay bị bạn bè trêu ghẹo. Dỗi cả thế giới, nhưng vô cùng tốt bụng nhé. Tớ sẽ không nói câu hỏi này giúp bạn học giỏi toán hơn đâu. Tìm kết quả cho Shin, Doraemon, Grimmsake. Nào, có mấy giây thôi, bạn nào mà dừng lại tính thì thật là nhanh trí. Shin bằng 12, Doraemon bằng 8, còn Grimmsake bằng 5 nhé. And she's here.